Cô bé bán lê ở Hà Giang xinh đẹp trong bộ đồ truyền thống đón tuổi 20 khiến cộng đồng mạng suýt xoa vì chiếc nhan sắc ngọt ngào. Nhắc tới Hà Giang, nhiều người chắc hẳn sẽ còn nhớ tới hình ảnh của cô bé bán lê xinh đẹp Vàng Thị Sinh, nổi lên như một bông hoa vùng Sơn Cước chỉ sau một đêm. Hiện tại, cô bé đã trưởng thành, một thiếu nữ tuổi 20 trong trẻo, ngọt ngào. Mới đây, trên trang cá nhân, Vàng Thị Sinh đã đăng tải bộ ảnh mừng sinh nhật tuổi mới của mình. Trong khung hình, cô gái mặc bộ trang phục dân tộc quen thuộc, tạo dáng bên những cành hoa ban đang nở rộ, khoe sắc rực rỡ. Vẻ đẹp của Vàng Thị Sinh tựa như những bông hoa nơi núi rừng. Có thể thấy bước sang tuổi 20 nên nhan sắc của cô gái có sự thay đổi. Không chỉ xuất hiện trong các bộ trang phục truyền thống, Vàng Thị Sinh cũng biến hóa nhẹ nhàng với váy công chúa đón sinh nhật. Hình ảnh của Vàng Thị Sinh được mọi người đón nhận tích cực bởi vẻ đẹp ngọt ngào, trong trẻo và tự nhiên. Dù nhiều năm trôi qua, nhưng Vàng Thị Sinh vẫn duy trì được sức hút của mình bởi sự cố gắng, nói không với chiêu trò hay thị phi. Chính vì vậy, nhiều người còn ví Vàng Thị Sinh như một cực phẩm của mảnh đất Hà Giang. Còn bạn, bạn nghĩ sao về sự thay đổi ở tuổi 20 của cô bé bán lê Vàng Thị Sinh? Comment ngay cho TV Trend được biết với nhà. Đừng quên nhấn đăng ký theo dõi kênh để ủng hộ cho TV Trend và cập nhật thêm nhiều tin tức thú vị mỗi ngày nhé!